xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục trong cái series giới thiệu các cái sản phẩm vỏ thùng loa xúc bát 30. Hôm nay em đọc giá cho các bác xem nhé. Cụ thể hôm nay là có các mẫu như là DK, B3, DMX. Cái này thì là Rayan hoặc là RCF gì đấy. Đây là Nexer. Con này thì tùy anh em gắn. Đấy. Con này thì form có RCF này. Đấy. Cái thùng này thùng A-Zay nhé. Thùng này em thanh lý nốt cho các bác. Hôm nay em báo cáo các bác là có từng này hàng có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái mẫu vỏ thùng loa xúc hơi 30. Nhưng có 6 mẫu là bắt mặt, 1 mẫu là xúc hầm. Cái mẫu hầm này thì giá là 650.000. Là chưa ship. Em chỉ hỗ trợ đồng gói bao bì thôi. Còn với các cái mẫu 550.000 như này, tất cả 6 cái mẫu còn lại đều là 550.000. Là giá cũng gọi là chưa có ship luôn các bác nhé. Chưa có bao ship đâu. Ship thì các bác chỉ mất tầm 150-200 thôi. Gửi xe thì tầm 100-150. Gửi Viettel thì nó tầm 150-200 trên một kiện. Đấy. Trung bình là tầm 150-200, hoặc cao nhất là 300.000. Nó rất là xa thì mới đến 300.000 cái tiền ship. Thì em đọc giá luôn cho các bác tham khảo. Như trước ấy, nếu như tầm 3 năm trước thì giá các cái mẫu như này, giá thì bên em bán chỉ có là vào 850.000 và bao ship. Nhưng bây giờ giá hiện tại nó không có giá ấy đâu. Bây giờ mà bán được kiểu đó là không bù lỗ được đâu. Bởi vì ship, nhỡ mồm vào ship cái là 400.000 tiền ship cũng phải chịu, mà 800.000 tiền ship cũng phải chịu, hay là 100.000 tiền ship thì các bác vui mừng đấy. Thì nói luôn các bác thế nhá. Thì đây, tổng quan em quay cho các bác xem. Đây là có từng này mẫu. Có một mẫu màu nâu. Con này là B3 này. Con này là theo kiểu form của DMX này. Đấy, con này là form gì đấy thì các bác người tự gắn tên. Nói chung là mỗi một thùng, mỗi một cái thùng thì nó sẽ cho ra một chất lượng âm thanh khác nhau hoàn toàn so với các mẫu thùng khác. Nó không có nào nó giống cái nhau, nó chỉ tựa tựa và dựa trên cái này, dựa trên cái kia thôi. Nhưng mà trong đó thì cái mẫu hầm kia này là nó sẽ được cái tiếng dày, âm tiếng và uy lực hơn rất là nhiều các bác nhé. Thì trên đây là các cái mẫu thùng này bên em đã báo giá công khai luôn, và giá là thanh lý thu hồi vốn hộ chủ cửa hàng, chủ cửa hàng, chủ xưởng. Chủ xưởng năm nay thì thấy những con số nó nhảy liên tục rồi. Không biết các ông có chơi bời gì không mà thấy bây giờ báo nợ hàng trăm tỷ đồng rồi. Đấy. Thì đây, em quay cho các bác tổng quan nhé. Cái dòng DK này thì nó có hai thanh sách bên cạnh. B3 cũng có này. Con này cũng có này. Mẫu này cũng có này. Đây có này. Con này thì cũng có, nhưng mà nằm ở tận dưới. Gần như là các mẫu này đều có thanh sách hết. Đấy. Đều có thanh sách hết. Chỉ trừ những cái dòng vân gỗ kìa thì em không có tay sách cơ. Nó là cài đặt cố định. Còn những cái này bác thích thì bác bê đâu thì bê. Này nó rất là tiện. Và tất cả mẫu đây hiện tại đều là dòng thùng xúc điện nhá. Kích cỡ mạch là 22-28. Và bây giờ em sẽ lấy thước em đo cho các bác xem cái mặt trước tổng quan cao dài rộng, để cho các bác cùng xem về các bác kê vào đâu hay là nắp như nào thì tùy các bác nhá. Thì đầu tiên em sẽ đo cho các bác là cái mẫu thùng DK. Con này thì nó sẽ có chiều cao trước nhé. Tổng thể chiều cao là 45cm. Chiều ngang bề mặt là vào 40cm. Chiều sâu bản thân thùng là vào 47,8 còn 48cm. Đấy, đây là kích cỡ của con thùng DK. Tiếp theo là thùng B3 mẫu 717. Thùng này có kích cỡ là 44,5 gọi là 45. Đấy. Chiều ngang, chiều sâu là vào 48cm. Và chiều cao tổng thể là 44,5 còn là 45. Đấy. Xong nhá, xong cái thùng B3. Tiếp theo là cái thùng này gọi là thùng DMX. Đấy. Thùng này thì có chiều sâu tổng thể là vào 48cm. Chiều ngang là 48,9 còn là 49. Đấy. Chiều cao là 46,4 gọi là 46,5 hay là gọi là 47 tùy. Đấy. Tiếp theo là cái mẫu này gọi là mẫu Rayan hoặc là gì đấy. Con này có chiều sâu là 48cm này. Chiều ngang là 41,5 gọi là 42. Đấy. Chiều cao là 43,8 gọi là 44 các bác nhé. Còn đây là cái mẫu hầm. Mẫu hầm thì hiện tại đang có một mẫu thôi. Thì em sẽ đo chiều ngang trước nhé. Chiều ngang là vào 60.
chiều cao là vào 48. Đấy. Và chiều sâu và thân thùng là vào 38,5, à 37,5 gọi là 38. Đấy. Là mấy cái mẫu hầm. Tiếp theo là một cái mẫu này khá là đặc biệt, mẫu này có anh em bán rồi. Giãn cao đó. Mẫu này mặt ngang của nó là 40. Chiều sâu là 49. Đấy, và chiều cao bản thân thùng là vào 46, 45,8 gọi 46. Đấy nha các bác nha. Tiếp theo một cái mẫu này gọi là mẫu RCF. Đấy. Mẫu này là 38 luôn. Đấy, chiều sâu bản thân thùng nào cũng là 48 luôn. Và tổng thể chiều cao của cái thùng này là vào 47 cm. Thì trên đây này em đã giới thiệu qua về các mẫu vỏ thùng súp điện bát 30, các bác có thể về làm hơi được nhé. Chỉ cần luồn dây vào thì là thành hơi thôi. Luồn dây vào mỗi không lắp mạch vào thì nó là hơi, các bác lắp mạch vào thì nó là điện. Đấy. Những mẫu này thì em đọc giá rồi. Duy nhất có quả hầm kia là 650.000 và chưa ship. Còn lại tất cả là 550.000 và cũng chưa có ship các bác nhé. Ngoài ra thì bên em có nhiều hàng khác lắm. Em sẽ lên lịch và quay từ từ cho các bác. Và đặc biệt nếu như các bác nào chốt đơn thì em sẽ quay riêng một video giới thiệu chi tiết một sản phẩm để các bác hiểu rõ hơn về cái thùng và các bác nhìn nó rõ ràng, tổng quan và chi tiết hơn thay vì một loạt này. Đấy, thì bây giờ em sẽ thông báo các bác thế. Hôm nào ví dụ các bác lấy cái gì đấy, hay là mang cái gì các bác còn lấy cái thùng, ví dụ thùng DK, thùng B3 hay thùng mẫu RCF này, thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem tổng quan nội thất ngoại thất để các bác cùng hiểu hơn về cái sản phẩm các bác nhé. Mỗi một thùng, mỗi một dòng thì nó sẽ ra một cái chất lượng âm thanh nó khác nhau hoàn toàn. Đấy. Thiết kế cái đường hơi, vách hơi này nó sẽ ra một chân nó khác khá nhiều so với các dòng khác đấy nhá. Ok, video đến đây là tạm thời xin phép được kết thúc. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để biết thêm thông tin về sản phẩm. Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.